365 ngày cầu nguyện với tâm tình của Thánh Y Nhã và với lời Chúa. Ngày 17 tháng 7. Lời Chúa. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có thầy, anh em chẳng làm gì được. Lời Thánh Y Nhã. Chúng ta không học được nhiều từ những cuộc trò chuyện hay tranh luận, cho bằng việc khiêm tốn chạy đến với Thiên Chúa. Suy niệm. Trao đổi, học hỏi vốn là những phương thế cần thiết để trau dồi tri thức. Tuy nhiên, ở phương diện đức tin, điều quan trọng hơn là chúng ta xây dựng mối tương quan với Thiên Chúa. Bởi vì tin thì không phải chỉ là biết, nhưng là tương quan, là phó thác và yêu mến. Chính vì thế, việc chạy đến với Thiên Chúa là hết sức cần thiết để mối tương quan của ta với Chúa được triển nở, và nhờ đó đời sống đức tin của ta được thêm vững mạnh và sinh hoa kết trái. Quả thật, chính Chúa Giêsu đã quả quyết rằng chúng ta sẽ chẳng làm gì được nếu không có ơn Chúa. Và vì thế, cần đến với Chúa, gắn bó với Người, nhờ đó đời sống của ta mới có thể sinh hoa trái. Thánh Y Nhã cũng cho thấy điều này khi khuyên ta tránh những tranh luận phù phiếm, nhưng hãy khiêm tốn chạy đến với Chúa để học hỏi nơi Người. Đây cũng chính là điều Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhấn mạnh trong bài giáo lý buổi tiếp kiến chung ngày 3 tháng 12 năm 2014, khi nói rằng những ai muốn học biết những mầu nhiệm nơi Thiên Chúa thì cần phải quỳ gối, vì Thiên Chúa chỉ mặc khải cho những tâm hồn khiêm nhường. Bởi vì Thiên Chúa là nguồn cội của mọi điều thiện hảo, nên khi chỉ khiêm tốn chạy đến với Thiên Chúa như đứa con thơ chạy đến với cha mẹ của mình trong sự phó thác tin tưởng, thì chúng ta mới có thể để cho ân sủng của Thiên Chúa đổ tràn trong tâm hồn ta. Và nhờ đó, đời sống chúng ta đón nhận sức mạnh của Chúa mà sinh hoa kết trái, là những việc lành phúc đức của đời sống yêu thương. Như thế, chạy đến với Chúa để kết hiệp với Người là điều quan trọng nhất để ta trở nên người môn đệ thực sự. Hồn sống trong ngày. Chúa Giêsu quả quyết: con người không thể làm được gì tốt đẹp nếu không gắn bó với Chúa. Thánh Y Nhã khuyên ta: hãy khiêm tốn chạy đến cùng Chúa để học hỏi nơi Người. Hôm nay, tôi quyết tâm nghiêm túc chạy đến cùng Chúa trong cầu nguyện, xét mình và cả trong những công việc thường ngày của tôi, để tôi được Thiên Chúa hướng dẫn chỉ dạy. Đến dâng hiến cho Ngài, xin dâng xác thân và dâng trót linh hồn con, trí nhớ trí yêu tự do cũng xin dâng Ngài. Từ nay xin Chúa thánh hóa đời con, dạy con biết sống quang đạo.
biết phụng sự Chúa không ngơi và cho đi không tính toán, biết chiến đấu không ngại thương tình, biết làm việc không tìm nghỉ ngơi, biết hiến thân mà không mong chờ. Phần thường nào hơn là được, biết con đang thi hành ý Chúa. Chúa ơi, nguyện đến dâng hiến cho Ngài, xin dâng xác thân và dâng trót linh hồn con, chỉ nhớ chỉ hiểu tự do cũng xin dâng Ngài. Từ nay xin Chúa tai ngoa đời con, dạy con biết sống quang đại, biết phụng sự Chúa không ngơi và cho đi không tình toán, biết chiến đấu không ngại thương tích, biết làm việc không tìm nghỉ ngơi, biết hiến thân mà không mong chờ. Phần thường nào hơn là được, biết con đang thi hành ý Chúa. Dạy con biết sống quang đại, biết phụng sự Chúa không ngơi và cho đi không tính toán, biết chiến đấu không ngại thương tích, biết làm việc không tìm nghỉ ngơi, biết hiến thân mà không mong chờ. Phần nào hơn là đường, biết con đang thi hành ý Chúa, biết làm việc không tìm nghỉ ngơi, biết hiến thân mà không mong chờ. Phần thường nào hơn là đường, biết con đang thi hành ý Chúa.